Ta rồi ông ơi, chế độ á, xuống kim độ ghê đó. Cách á, mà thằng EA nó hoạt động, nó không giống như cách mà steroid hoạt động. Nó không có tác động, nó không có thay thế, nó không có chèn là lấp bằng những cái đồ chơi nặng hạt khác. Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình Chém Gió Kiến Thức Thể Hình. Và ngày hôm nay là Duy Nguyễn sẽ nói video bổ sung EAA nhưng mà dưới góc độ đồng hóa. Nghe nó ghê lắm bạn. Thì trước khi nói, Duy Nguyễn xin mượn phép pha muỗng uống đi, chút chuẩn bị tập gym nữa. Đây một muỗng, xinh sang xinh mịn. Đấy, thằng này phải uống trong tập đó mới đã. Amino kem, khi mà mình vô phòng gym mà mình cầm này mình uống á, nhiều khi người ta cũng không thích lắm bạn. Thật sự mà trên đời này có cái nguyên tắc nó khó ở đó, đó là châu buộc ghét châu ăn. Mà lỡ mà xin lỗi các bạn, chứ sống trên đời nghèo mà loser một chút xíu á là thù hết tất cả mọi người. Cuộc đời này tao bất công đồ các kiểu. Uống này vô nó phê mấy em. Mỗi video phải nhắc lại, EA là gì? Là chính thằng acid amin thiết yếu, cơ thể không tự tổng hợp được, trong đó có ba thằng đại ca kêu là BCAA. Những thằng acid amin đồ đệ khác là nó không thiết yếu, nó sẽ tự tổng hợp được trong cơ thể nhưng mà số lượng nó không đủ. Nói tóm lại á, acid amin nó sẽ có khoảng hai mấy loại. Rồi trong đó nó có 9 loại thiết yếu và mười mấy loại không thiết yếu. Trong đó nó có một số loại thiết yếu điều kiện nó không bỏ đi. Rồi trong 9 loại thiết yếu đó nó có ba loại đầu đàn cấu tạo thành BCAA. Mà BCAA là một cái nghiên cứu đã cũ. Hồi trước đây á, cách đây chục năm á là nó chưa phát triển ra EA này, mà nó nghiên cứu trong giai đoạn lúc bây giờ á là người ta đang thần thánh BCA. Người ta nghĩ rằng BCA là tất cả đủ rồi, ba thằng BCA này á là nó giúp tổng hợp protein, phát triển cơ bắp. Nhưng mà sau này nó những nghiên cứu mới á, nó bỏ thêm những thiết yếu khác vào, kết quả nó tốt hơn. Do đó cái xu thế của những năm gần đây, thằng EA nó lên ngôi và thằng BCA nó bị xuống. Cái bài nói ngày hôm nay á là Duy Nguyễn sẽ trình bày cho các bạn về cái cách mà EA nó work hiệu quả đối với những người sử dụng nó bất chấp tuổi tác. Vậy thì đồng hóa là gì? Nghe một từ rất là dễ thương, đồng hóa đó là cái gì? Hóa xong không để mình chỗ ngồi quỳ gối đúng. Nhưng mà xàm, tao đâu hỏi gì đâu. Đồng hóa là cái quá trình tổng hợp, còn dị hóa là quá trình phân hủy. Cơ bắp chúng ta phát triển, chúng ta muốn bự lên, chúng ta muốn lớn lên, chúng ta muốn khôn lên thì chúng ta phải đồng hóa. Cái này là chơi chữ nè, não ông Tú đang dị hóa. Cái câu đó chửi nặng đó bạn, cái câu đó chửi nặng, hiểu không? Nhưng mà chửi vậy thì YouTube nó không phá mình được, tại vì mình nói sâu lắm đâu hiểu đâu. Tức là ý nó mày quá, càng ngày là gì cái não nó bị dị hóa, mắc xem không? Còn đồng hóa là gì? Ngày càng thông minh, tỏa sáng, đồng hóa. Ok, cái chữ mà đồng hóa tiếng Anh là gì? Napoleon. Thì cái thằng EAA này nó giúp cho chúng ta thúc đẩy tăng cái đó là. Bạn hiểu như vậy thì để bạn biết cách chơi và bạn biết đằng sau cái giới khoa học tinh hoa đó, cái cách mà EAA nó vận hành như thế nào và nó có những cái lợi ích gì đã được cho đúng. Cái bài viết này không đơn giản dành cho người tập thể hình không, mà dành cho tất cả, ai cũng cần phải có đồng hóa, ai cũng cần phải dị hóa hết, đúng không? Hai quá trình này luôn diễn ra trong cơ thể chúng ta, tùy vào cách bạn sống, tùy cách bạn ăn, cách bạn chơi thế nào mà nào nhiều đó thôi. Vậy thì chúng ta tập luyện mà cái sự đồng hóa nó không xảy ra, bạn không tăng cơ được. Nhưng mà cái chữ anabolic này nó nhạy cảm, đúng không? Có thằng kia nó cũng bút lên nữa. Steroid ông ơi, chế độ á, steroid á là nó quất chơi vô cái hệ hormone mình luôn, hiểu không? Nó khác, nó vô là nó đập cái hệ hormone luôn, nên thằng này nó dữ lắm, xuống kim độ ghê đó. Nên cái cách á, mà thằng EA nó hoạt động nó không giống như cách mà steroid hoạt động đó. Mà thằng EA này nó vô nó chỉ hỗ trợ cái quá trình đồng hóa tự nhiên ở trong cơ thể của bạn nó đang diễn ra, thì nó không có tác động, nó không có thay thế, nó không có chèn là lấp bằng những cái đồ chơi nặng hạt khác. Trong video này tôi nói về steroid, mà tôi cũng thích nói về steroid luôn. Bây giờ quan điểm của Duy Nguyễn về steroid thì mình nói nhiều lần rồi, ai thích thì chơi, chết thì chịu, tôi không nói gì hết đó. Còn hỏi Duy Nguyễn có chơi không? Không có cảm giác để chơi, không có hứng để chơi, đang có nhiều cái không muốn mất. Rồi sau này lỡ Duy Nguyễn mất có chơi không? Cũng không chơi luôn, chơi hóc mòn đi gái ngon hơn. Đó là quan điểm rõ ràng. Duy Nguyễn không thuộc trường phái là mình không chơi, mình đi lên án, mình đã kích. Đối với Duy Nguyễn đó, tôn trọng sự tự do, your body your choice đó. Cơ thể của bạn, bạn có quyền quyết định. Nhưng mà vậy, bạn có chết bờ, chết bụi đâu, đừng chết ở trong nhà mình. Các bạn phải thật sự phân biệt được cái sự vận hành giữa EA nó khác biệt steroid. Rồi giờ để minh họa cho cái này thì đi vô nghiên cứu mà tôi hiện tôi chém gió, tôi là biết nói chuyện nghiên cứu lắm luôn á. Nhưng mà nói cho bạn hiểu biết sơ sơ thôi, giống như video giải trí nha. Là nó thực hiện nghiên cứu á trên những cái nhóm người khác nhau. Bây giờ nó là Tú quá trẻ đó. Tú trẻ thì mày tăng cơ là chuyện bình thường, mày quay tay cũng lên cơ nữa. Bây giờ nó lên những ông già, nghiên cứu những ông già chia thành hai group. Group cụ này nằm già rồi, ở bên Mỹ đi nghỉ hưu, nằm nhà ngủ không à. Tập gym đi cũng nổi luôn nữa. Đi cũng nổi luôn. Nhưng mà trong bữa ăn của các cụ, ăn uống healthy kết hợp với bổ sung EA trong chế độ ăn. Ví dụ như giờ thôi cụ ăn cơm xong rồi cụ uống cốc nước đi cụ, trong cốc nước của cụ có EA. Thì nghiên cứu một khoảng thời gian dài, người ta phát hiện ra rằng ở trong cơ thể các cụ này, cái sự gia tăng tổng hợp protein so với trước khi các cụ uống theo chế độ này nó tăng, nó có phát triển. Và ngược lại cũng nhóm cụ đó nữa, cái cụ khác á gọi là không có uống cái này, sống bình thường mà thêm sử dụng giả dược nữa. Mà giả dược là gì? Giả dược nó đại loại giống như giả là dược là thuốc, mà giả dược là giống như là giờ các cụ đó già yếu nó là uống thuốc bổ, dạng như thuốc bổ mà ở trong nó bỏ đường cát đường phèn gì đó, uống như nó ngọt ngọt không tác dụng gì đó. Cái đó kêu là giả dược. Những cái nhóm cụ khác sống bằng cách tru ngủ của thời đại chứ không có thực tế. Còn cụ này thì cụ này ăn uống healthy nha, nhớ dùng chữ ăn uống healthy à, ăn uống bình thường healthy nó sử dụng EA thì các cụ đó ok, có tăng trưởng sự tổng hợp protein.
nhưng các cụ bên nhóm kia đó nó không tăng trưởng á, mà nó còn bị giảm luôn 30%. Ở đây là gì? Mình chỉ thí nghiệm trên những cụ lớn tuổi thôi, cụ ấy thôi, không nói gì hết. Thì để người ta muốn tìm ra gì, người ta tìm ra bản chất của thằng EA này nó quất sao, tức là bản chất thằng EA này giúp mày tăng, giúp mày tăng trưởng protein, ai uống vô thì tăng thôi, uống vô tăng thôi, không tăng còn tăng như thế nào, tăng bao nhiêu thì thuộc vào đời sống các em và tuổi tác các em chứ. Ví dụ như Tú có tập gym, Tú nạp protein đầy đủ, uống xịn sò đồ vô thì đương nhiên Tú ok. Thằng kia đó nó không tập gì chân, đi nhậu không à, thì nếu mà nó không uống thì cũng kệ nó, mà nó uống á thì sao, nó đỡ hơn so với nó không uống. Nếu mà nói về cái mặt tổng hợp protein không có thể quay lại là hai cụ kia không cụ nào tập đó nha, tập nổi nữa hết tập rồi. Giờ qua cái nhóm cũng cụ tiếp, nói về cái sự mất cơ thì cái nhóm mà cụ kia đó, mất cơ của cụ á, nếu mà tuổi tác quá lớn mà nằm chỗ không á, nó có, nó vẫn có mất nhưng mà rất chậm. Hay nói khác á, cái thằng này á, nó làm tăng cái sự đồng hóa lên, nó làm giảm cái sự dị hóa xuống, mất cơ là dị hóa. Còn cái nhóm này, cái cụ kia thôi rồi, mất tè le luôn, vừa mất cơ mà vừa yếu cơ thể, không quất được luôn. Tại vì cái chuyện mà cơ bắp và protein trong cơ thể nó không đơn giản là cơ bắp sức khỏe không, mà protein trong cơ thể nó ảnh hưởng tới tất cả mọi chức năng sinh lý trong người nữa. Cái cụ nhóm kia là xong game rồi. Nên nói tóm lại này, những cái nghiên cứu đó nó chứng minh rằng cái thằng EA này nó boost cái hệ đồng hóa lên và nó giảm cái hệ dị hóa xuống. Chúng ta biết như vậy thì chúng ta phải đọc cái EA đúng thời điểm, đúng không? Con người chúng ta làm phải uống vô là phải đúng thời điểm, thời điểm trong tập rất cần, rồi trải dài trong ngày để nó giữ lại cơ bắp, tăng sự đồng hóa đó rất cần nếu mà dành cho streamer. Còn đối với bạn nào không tập tạ mà đi đá banh, đá bóng, cầu bóng chuyền, cầu lông, bơi lội gì đó, nói chung là có hoạt động hay đi bóc giác hay làm gì đó, nói chung vậy, thì nạp vô nó sẽ tăng được cái sự đồng hóa của các bạn, trong đó có tổng hợp protein. Thì các bạn, cái sợi cơ các bạn nó không đẹp bằng người tập tạ ta chuyên vào tập gym, còn giờ bạn quên lùm la hết thì cái sợi cơ nó sẽ không có bo tròn, nhưng mà cái lượng cơ trong người bạn nó vẫn khỏe hơn và nó nhiều hơn so với người không sử dụng, thế thôi. Thì nói tóm lại á, cái này á nó chỉ là một cái dạng bổ sung free form acid amin thôi. Bạn vẫn có thể có được cái lượng acid amin trong cuộc sống hàng ngày của các bạn thông qua ăn thịt cá trứng sữa, nhưng mà nó phải tốn thời gian rất lâu để nó xử lý ra được cái free form này. Nhưng mà khi nó xử lý ra free form này rồi á thì nó có hai vấn đề xảy ra. Một, thời cơ vàng mất đi, đỉnh chứng khoán nó qua rồi không bán thì thôi. Và cái thứ hai nữa, tỷ lệ nó không tối ưu, nó đến từ tự nhiên sao tối ưu được. Còn này người ta canh, ta chỉnh hết rồi tối ưu. Tóm lại á là cái sự đồng hóa nó là quan trọng, mà chúng ta nên tìm mọi cách để giữ cho nó tăng. Mà khi mà cơ thể chúng ta đồng hóa tốt này nọ kia bằng cái phương pháp tập luyện đúng, bằng cái chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý healthy, bằng nạp vô những cái dòng protein chất lượng, thì cơ bắp bạn nó mới được sửa chữa, nó mới được phát triển, nó mới được build lên. Còn bây giờ bạn chuẩn bị hết tất cả đồng hóa tốt xong rồi, mấy cái protein của bắp là kỳ lắm, mà thấy thực tế rất là nhiều streamer vậy nha, cũng ráng nặng tiền nữa mua được hũ này chụp hình sống ảo rồi xong rồi đi kiếm em quay sinh viên uống. Cái gì với bà nội, tự nhiên bà nội bà đẩy thằng này lên nó đã gì đâu luôn, đẩy nó đang sướng tập gym đang ngon, tất cả mọi thứ nó banh nó chờ rồi nè, nạp được vậy đuôi chuột quay lọ mỡ hả, đúng không? Không mắc sen, nó vô duyên, nó không có phù hợp. Các bạn có một chiến lược rõ ràng, mình đầu tư cho nó hợp lý, cái nào quan trọng thì đầu tư, cái nào không quan trọng thì bỏ bớt. Tôi thấy có nhiều bạn uống súp uống tờ lưa luôn, không biết uống cái gì cũng có đó. Đã mua điều hoạt cao rồi còn đơn chất, mua thêm glutamine, creatine, mua thêm mấy vitamin B, D, C, D, F, D, 2, K, 3, ông nội gì quá trời quá đất, đi làm gì vậy? Bạn đừng có biến mình thành người rác phẩm xuống. Thông qua video này để dẫn chứng cho bạn thêm một cái nguồn sâu sắc hơn về cái EA này. Còn bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, bạn đọc cho bài viết của tôi trên website thanhonline.com.vn thì tôi trình bày văn chương hơn, logic hơn.